Chúng ta sẽ giới thiệu lý thuyết về cái bài quản trị hệ thống của chúng ta. Như vậy, trước đây các bạn đã sử dụng máy tính của mình ở trường, các bạn cũng đã chia sẻ máy tính dữ liệu giữa các máy với nhau. Nhưng mà nếu mà máy các bạn mở hay tắt không ảnh hưởng gì đến máy khác, đúng không? Rồi, nhưng mà giả sử ở nhà các bạn đi, ở nhà các bạn có một cái modem ADSL là nhà mạng cung cấp ADSL cho mình đó, được không? Thì khi mà cái máy điện thoại hoặc là máy tính của các bạn mà muốn vô mạng, các bạn chỉ cần bấm kết nối, còn IP là do cái modem đó cấp, đúng không? Nếu như mà modem nó tắt đi hoặc là các bạn vô quán cà phê mà đôi khi nó cấp hết IP rồi, đúng không nào? Thì cái máy tính của mình nhìn thấy được cái cục sóng nhưng mà vẫn không vô được mạng, có không? Có. Như vậy thì lúc đó là cái máy tính của mình, cái điện thoại của mình nó đang phụ thuộc vào cái modem ADSL cấp IP cho mình. Như vậy trong trường hợp đó mình gọi cái modem ADSL đó gọi là server, server và cung cấp dịch vụ DHCP. Nếu nó không chạy thì máy mình không sử dụng được, không có IP ha. Những cái máy tính ở dưới gọi là client sẽ phụ thuộc vào cái dịch vụ của cái máy server. Thì lúc này chúng ta có một cái mạng là server client, hay còn gọi là mạng client server đó. Như vậy trong hệ thống mạng của doanh nghiệp, của công ty, nếu bình thường các bạn có những cái máy tính ở bên phải này nè, máy tính bên này, và trong công ty của mình nếu như mà các bạn có những cái máy tính ở đây và mọi người là muốn sử dụng cái máy tính này không ảnh hưởng gì đến mình này hết, mở lên vẫn chạy được bình thường, ví dụ như là mọi người lưu 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 bài, lưu tài liệu, lưu gì đó, cứ sáng lên mở máy này là chạy được, mở máy này là chạy được, mở máy này chạy được, nó không phụ thuộc ai hết, không phụ thuộc bất kỳ một cái máy nào hết, thì lúc đó chúng ta gọi là mạng ngang hàng. Ngang hàng tức là các máy tính giống nhau, ngang nhau, được không? Kể cả trong công ty của các bạn, nếu như mà các bạn có cài một cái máy, các bạn có đầu tư một cái máy server chuyên dụng cả hàng ngàn đô, nhưng các bạn không cài cái gì hết, không cài cái domain controller, các cái máy này khi mở lên nó cũng độc lập. Thì ở chỗ này, cho dù các bạn có cái máy này, các bạn có cài Windows Server 2016, 2019 lên đây mà các bạn chưa cung cấp một cái dịch vụ nào cả thì nó cũng là ngang hàng, được chưa? Chứ không phải trong công ty của mình có một cái máy gọi là máy server chuyên dụng cả hàng ngàn đô, mình kết nối vô hệ thống thì mình gọi là mạng client server, chưa, chưa phải như vậy. Khi nào mình nâng cấp cái máy server này lên thành domain controller, tức là máy quản trị vùng, máy quản trị vùng, thì khi mà cái máy này, ví dụ cái máy của các bạn khi mà đăng nhập vào hệ thống thì phải chờ cái máy server này nó mở lên, nó cung cấp cho mình một cái user, thì ở bên này mình mới đăng nhập vô hệ thống của công ty được, mình mới xài được các cái tài nguyên của công ty. Hoặc là máy này nó quản trị cả cái việc mà lên mạng của các bạn luôn, thì phải chờ cái máy này nó mở lên thì mình mới mới làm việc được. Tức là các cái máy client này phụ thuộc vào một dịch vụ nào đó ha, thì chúng ta gọi máy này là máy server, các cái máy này là client, và mạng của chúng ta không còn ngang hàng nữa, không còn ngang hàng nữa. Các máy tính bên phải của chúng ta muốn hoạt động được một dịch vụ nào đó thì phải chờ cái máy server này nó cung cấp, thì máy này gọi là máy server, là máy cung cấp dịch vụ, máy này là máy client, là máy sử dụng dịch vụ. Như vậy trong cái máy domain controller này là một dịch vụ quản trị vùng,
Tức là người ta sẽ tạo ra, ví dụ lớp của mình có 5 bạn, 10 bạn, công ty có 20 bạn, 100 bạn, 1.000 bạn, thì người ta sẽ create cái user ở trên này. Được chưa? Và người ta tạo các folder trên server, người ta chia sẻ ra. Thì phải chờ cái máy server này nó mở lên, thì bên này mình mới log on vô, mình sử dụng được cái tài nguyên đó. Được chưa? Đó, gọi là server client, hay còn gọi là mạng client server. Đó là cái bài khởi đầu để giới thiệu, để mình biết được à, hệ thống của mình thế nào là hệ thống ngân hàng, thế nào là hệ thống client server, để mình vào công ty mình biết.